Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của Nha Khoa Lương Tâm. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gặp gỡ lại chị Thơ đến từ Bình Chánh để xem những diện mạo mới của chị Thơ như thế nào sau khi chị thay đổi năm xứ kim loại thành năm bằng xứ tại Nha Khoa Lương Tâm. Dạ, em xin chào chị Thơ ạ. À. Dạ, hôm nay thì chị đã được gắn năm xứ rồi, thì chị có thể chia sẻ cái cảm xúc của chị lúc này như thế nào không ạ? Chị thấy thoải mái và tự tin hơn. Dạ, thì răng của chị là mình đã được bác sĩ gắn tạm cho mình một tuần để ăn nhai thử đúng không? Đúng rồi. Vậy thì chị có thể chia sẻ là trong quá trình mà 10 ngày mình mang răng sứ đó thì mình ăn uống như thế nào thì ha? Chị cũng thấy bình thường. Dạ, thấy tức tốt là, không? Dạ, tức là mình ăn uống bình thường giống như răng thật của mình trước đây. Đúng rồi, không? Đúng rồi. Dạ, vậy chị Thơ, hôm nay thì mình đã làm răng sứ coi như là ở cái bước cuối cùng rồi. Thì chị có thể chia sẻ cho các vị khách hàng cái quá trình mình đi làm răng diễn ra như thế nào chị ha? Thì khoảng 15 ngày trước thì đến đây bác sĩ là cắt mẫu cũ của chị. Dạ. Xong rồi mài trụ lại và xử lý cái phần răng cũ của chị á, lấy dấu. Và bác sĩ hẹn 4 ngày sau gắn sứ vô để thử cái mẫu sứ lên răng. Rồi cho chị đeo tạm 10 ngày để xem coi chị ăn uống nó như thế nào. Dạ. Rồi hôm nay chị tới đây thì đúng 10 ngày hôm nay chị tới đây để bác sĩ gắn kết thúc cho chị luôn á, hoàn chỉnh. Dạ. Luôn á. Dạ, tức là cái quá trình mình làm răng diễn ra là 15 ngày. Ừ. Trong đó là 10 ngày chị ăn nhai thử được. Ừ. Đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ, vậy thì chị đã làm răng sứ rồi thì chị có thể cho em biết là cái chị cảm thấy như thế nào về răng sứ hiện tại bây giờ, mà trước đây chị cũng đã làm răng sứ kim loại, chị cảm thấy như về thế nào? Cái thẩm mỹ thì bây giờ chị cảm thấy nó tự tin hơn. Ừ. Nó đẹp hơn. Mình ăn uống thì nó cũng thích hơn lúc trước, và khi cười ra này kia thì nó tự tin hơn. Cái kim loại thì nó làm cho núi của mình nó bị thâm đen á, nó không được thẩm mỹ lắm, cho nên là trong thời gian sử dụng chị thấy nó không được thẩm mỹ. Kính thưa quý khách hàng, đó là mình khi mà mình mang sứ kim loại một thời gian thì bất kể với khách hàng nào cũng vậy, thì răng sứ kim loại của mình sẽ bị oxy hóa và làm cho cái phần nú của mình bị đen hơn. Nên là sau một thời gian thì các bạn nên thay răng toàn sứ để mình có được nụ cười tự tin. Với trường hợp của chị Thơ thì chị chọn tông màu trắng nhẹ nên là làm cho hài hòa với khuôn mặt và màu da của chị, nên là làm cho khi mà mình làm răng xong thì không có nhìn thấy giả. Em cũng xin hỏi chị Thơ luôn, đó là mình đã sử dụng cái chương trình thay sứ kim loại của bên em rồi, thì đến giờ phút này là đã hoàn thành rồi, thì chị có thể chia sẻ là chị thấy cái chương trình này nó thực tế có đúng như là bên em đã thay sứ cho chị không? Chương trình này thực tế chị cảm thấy tốt á. Nếu các bạn nào mà chưa làm thì hãy đến đây trải nghiệm. Thì như lời chị Thơ nhắn nhủ thì vị khách hàng nào mà đang có tình trạng mang răng sứ kim loại mà muốn thay đổi răng sứ giống chị Thơ thì có thể đăng ký lên Nha Khoa Lương Tâm, bởi vì chị Thơ đã trải nghiệm trước rồi. Chị gửi lời cảm ơn tới bác sĩ đã tận tình, và nhân viên ở đây cũng rất là vui vẻ. Cho nên chị gửi lời cảm ơn tới tất cả toàn thể ở đây. Dạ, và em xin cảm ơn chị Thơ và sẽ gửi cái lời nhắn nhủ của chị đến với các bác sĩ của Nha Khoa Lương Tâm. Và thì nãy giờ chúng ta cũng đã được nghe chị Thơ chia sẻ những trải nghiệm thực tế của chị Thơ khi làm răng sứ tại Nha Khoa Lương Tâm. Và chương trình cũng đang rất là nhiều ưu đãi nữa, thì hy vọng là tất cả các vị khách hàng có thể đăng ký để tham gia chương trình ý nghĩa này của Nha Khoa Lương Tâm. Và xin hẹn gặp lại mọi người trong những số tiếp theo. Dạ, xin chào. Và theo dõi kênh YouTube của Nha Khoa Lương Tâm trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.